Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhá. Bây giờ là mình đến đỉnh dốc đổ đèo đây các bạn. Đổ đèo này thì là bên này là một Yên Minh, bên này là về Hà Giang. Đấy. Hôm nay cũng còn bốn chân đi đằng trước kia rồi. Bây giờ cái đổ đèo này là một cái cung đường đèo đẹp. Với lại hết sức lưu ý khi lái xe qua bốn chân này. Đấy, các bạn cũng trải nghiệm đấy. Bây giờ là điều đầu tiên là phải xả nước các bạn ạ. Đầu tiên là xả nước bằng cơ, bằng tay. Mời các bạn cùng tôi trải nghiệm thành vlog nhá. Các bạn theo dõi thành vlog thì rất là hay cái là đi du lịch bằng hổ bổ. Ok, xuất phát nào. Đặt xe đi. Là đi điều hòa à, bắt đầu đổ đèo các bạn ạ. Các bạn lưu ý cái đổ đèo này là không cài cầu, không cài cứng gì đâu nhá. Trơn ấy thì cài cầu đó nhá. Các bạn thấy video kia đấy, tôi đi khiếp, nó nặng quá. Cung đường này là nó khá là xa luôn, đèo mấy cây số luôn các bạn ạ. Nó toàn cua chứ lờ chứ mờ đấy. Đấy, các bạn có đi trải nghiệm các loại đèo các bạn biết. Chúng tôi đi cái đường đèo này. Mấy anh em còn bốn chân đang đi trước các bạn ạ. Tôi cho con xe cái con kia đi trước đi. Cái đèo này là nếu mà chở hàng các bạn, ban đêm đi là phải cầm đèn pin soi tất cả các bánh có chảy nước hay không. Không là nói chung là toang đấy, hết sức để ý nước mũi lại chỉnh phanh cho nó ngon lành này. Đấy. Đèo chỉ cắm đầu xuống thôi, xe không phải xả ấy các bạn, không phải mua xe hàng đâu, bởi vì nó rất là dốc luôn. Mà tôi vất vả xoay vô lăng đã thấy hết buồn ngủ rồi đúng không? Đường này thì nó cũng bình thường, không hẹp lắm. Đi xe máy chưa quen cứ phải dừng lại. Dừng lại để cho xe to đi qua đó. Nhiều người bảo đổ đèo này thế bình thường, lại ok, mà phanh pháo các kiểu nước đôi đồng hòa thì cảm thấy bình thường. Nhưng mà nếu mà trực tiếp thấy các bạn thấy cũng thấy là lần đầu tiên đi các bạn cũng thấy rất là dốc, là khó đấy các bạn ạ. Chuyến đầu tiên đi cái nào phải thử đường để có biết là cái độ dốc với lại phanh pháo mình dừng được ở cái tầm nào, cứ không dám mà thả phanh trôi tàu rộng được các bạn. Mời các bạn cùng thành vlog ngắm cái đường này nè, cùng du lịch được du lịch luôn. Cái điểm mà người ta check in rất là nhiều là cái cung đèo này các bạn. Đấy. Quay đi rồi thấy chưa. Đấy. Được. Khách du lịch ở chỗ này điểm check in rất là nhiều luôn. Cung này rất là dài. Ở chỗ này chụp ảnh rất là đẹp luôn các bạn. Xoay tất cả những cái cung đường đi treo lèo từ dưới kia lên đây. Đấy, thành vi thành cây đầy rất là nhiều. Mà dốc này thì lúc có hàng lên thì rất là dốc luôn. À,
Đấy, con bốn chân kia thấy chưa các bạn, thấy chưa? Thì hai đỏ mới qua được kia. Hai đỏ, thì mình phải chơi hai đỏ như này. Tưởng đi. Mình đi hai đỏ thì nó đỡ hại lốp các bạn ạ. Mình nếu mà mua đỏ thì nó ép lốp, thì lúc là bị lổ lốp đấy các bạn. Trở nặng ấy. Nên nó phải từ từ vào hai đỏ. Mà cua ở trên này thì nhiều lúc cũng phải bắt buộc phải đi hai đỏ, một đỏ nó không thể ra được. Đấy. Đấy, kiểu như thế. Oh, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Xe không thôi nhưng mà khói nghi ngút luôn các bạn. Bởi vì là cái dốc nó quá dài. Rất dài và rất xa đấy. Xong xuống đường này các bạn nhìn cái đường cửa này đấy. Tại bên kia vòng với một kiểu là xoắn vòng hốc lên đấy. Sự là tuyệt vời luôn cái dốc này. Hình dung ra được cái đèo này thế này chứ. Đấy. Kia là một cái cua chữ V. Cua chữ V là hai đỏ ấy. Cách là làm hai đỏ, hai đỏ, hai đỏ. Rồi, cho con xe này đi trước đi. Làm hai đỏ các bạn ạ. Đấy, lại xoắn vùng vào cung bên kia. Đấy, bản lá nó tiết dưới kia các bạn ạ. Rất là sâu luôn. Đấy, đường nó lại vòng vòng xuống đường bên này. Đấy. Các bạn thấy đẹp chưa? Đây cung đèo mình về chơi gì trên kia số này. Wow. Cảnh khá là tuyệt vời. Cái cung này nếu mà cái hôm trời mưa mù sương mù các bạn không nhìn thấy gì đâu các bạn. Lúc sương mù đi rất là vất vả luôn, nó trơn, nó rất trơn. Hôm nào tôi có đoạn video cho các bạn xem, hôm tôi đi trơn rất kinh khủng luôn. Nó chỉ chờ bay bánh ra trước quay ngang xe thôi. Còn nắng này thì rất là phanh pháo, nó an toàn, nó có thể dừng được. Còn trơn xuống thế này các bạn đừng có cho chân vào phanh nhiều quá là xong luôn đấy. Giả nhẹ nhẹ, không phanh mạnh hay là quay ngang luôn. Và đi con bốn chân kia là mà mình không thể đi kịp luôn. Dần xuống bằng bằng một chút. Nhưng chỗ này thì đi cảm thấy bình thường. Đường này dốc 10% thì khá là nhiều luôn.
chỗ đây thì nhiều chỗ tôi thấy là ghi 10% thôi, nhưng mà nhiều lúc xe hàng phải đi số 2, 3 lên các bạn. Chắc là mình chưa có đỏ đâu, mình đỏ vào đâu. Qua đây. Rồi, một trận nó tít dưới kia. Xoắn theo hình ốc này. Ông là bạn nào mà đi xe khách bị say, đi đường này cũng say mà các bạn. Đi đường này say luôn, không thể đỡ được luôn. Còn hình chữ U với chữ Z này thì đỡ làm sao nổi. Đây là một cung đèo rất tuyệt vời. Nó thuộc vào huyện Yên Minh. Dốc, nó gọi là dốc Cán Tỉ các bạn, đường mới. Hãy chỉnh chúng tôi, các bạn vui lòng cái nhận xét comment ở dưới video nhé. Đã dành rồi các bạn ngắm cảnh của tôi này là điều rất tuyệt vời rồi. Quang mây tạnh là cảm giác đi rất là thoáng. Có cái đoạn này là chỉ có sương mù bao phủ. Mấy khúc dứa này là vẫn có nhà dân. Đó, nhà dân thì trên đỉnh kia có nhà dân. Ở đây có một chỗ là đẹp anh bạn, nó là thuộc về cây nghiến cô đơn này các bạn. Nếu mà lên TikTok, lên Facebook nhiều thì các bạn chắc thấy. Thôi các bạn đi qua cho đấy này. Đèo rất là sâu luôn các bạn ạ. Tít dưới kia là có một đường, kia. Đến cái nghiến cô đơn ở trước mặt các bạn này. Qua cái cua này, các bạn ạ. Hôm nào tôi có rảnh rỗi thì tôi lại lên live để trả lời tất cả những câu hỏi các bạn ở trên trên kênh của mình. Nhiều bạn hỏi tôi thật sự là phải dành thời gian tôi mới trả lời được các bạn ạ.
hỏi câu rất là xoắn và có câu rất là khó trả lời, có câu thì nó nằm trong lĩnh vực mình trả lời luôn. Hỏi bảo làm sao mà là lái được như anh, hay là cái gì nhỉ, hết hơi ở giữa trên dốc thì xử lý thế nào anh đấy, những câu hỏi là mang tính chất là người ta chưa biết. Đây các bạn, cái hình cô đơn đang trước mặt các bạn đây. Nào các bạn đến vùng cao, các bạn sẽ không bỏ qua đến địa điểm này để check in đây không. Trên vùng cao này chỉ có xe cầu ti này đi rồi. xe bé này không có xe đường làm, không đi nổi, không đi được. Đây, bản đây là kia là rất là sâu các bạn nhé, dưới kia có đường nhé. Đây mấy em đứng ở cây nến cô đơn này các bạn. Thấy chưa? Xuống lấy một em nhỉ. Cái nghiêm cô đơn của mình đi qua các bạn, tuyệt vời chưa, dài mấy cây số các bạn ạ. Đây là 16 phút đấy các bạn ạ, đổ đèo này 16 phút luôn, chưa hết luôn. Đấy là xe không nhá, đi cũng khá là tít luôn. Số 4, số 5 rồi. Nhường xe từ dưới chân dốc lên bởi vì người ta có hàng nặng các bạn ạ, có hàng nặng. Theo luật ngày xưa nó bảo từ xe dưới phải nhường xe trên, bây giờ xe trên phải nhường xe dưới các bạn. Nhiều ông đi tránh nhau, xe mình rất là nặng nhưng mà tránh là mình mất à, mình cũng rất là ức luôn các bạn. Nhiều lúc ấy các bạn sự lưu ý các bạn đi đổ đèo này các bạn, xe trên nhường xe dưới, nhưng khúc nào tránh được là cứ tránh thôi, tránh ở xe đằng dưới nó lên nó đỡ mất đà, mất thời gian, mới lại tốn một lần đề ba nữa, một lần đề ba nữa, xong này nó không kéo được turbo, nó không rít, xong nó lên dốc nó rất là vất vả luôn. Đấy, các bạn phải hiểu thế. Luôn cả con kia đi trước luôn. Rồi xong rồi tải 4 thì em. Đấy, hành tây du lịch này rất là nhiều. Các bạn để ý này. Đường này đường xe du lịch luôn. Đây là Tây. Tây Tây hello. Đây. Chuẩn bị hết đường đổ đèo. Bây giờ là hiện tại là gần 20 phút luôn các bạn. Đấy, từ trên đỉnh đến đây là các bạn cho Thanh Vlog một lời nhận xét nhé. Đèo có hùn hút hùn hút rồi, gần 20 cây số. Đèo này các
bạn để ý hơi hơi ướt xe nhá, không có bạp xịt là hết hơi là dở hơi luôn. Cái du lịch này đông quá nhỉ, đây rất là đông, người ta có thể trải nghiệm bằng xe máy các bạn, không xe khách đâu, xe khách ở đường này cũng rất là nhiều luôn, toàn xe các loại Audi vừa đi rất là đông, mà người ta thì có thể trải nghiệm xe máy này, người ta đi xe máy các bạn, đấy tiếp tục rồi. Hiện tại đến chỗ bằng các bạn ạ. Có lẽ bây giờ tôi là phải xuống để tắt nước đi, tiết kiệm nước các bạn. Đây, điểm dừng chân Cán Tỷ đây. Ok, sau Cán Tỷ nó đã hoàn thành, vừa đi qua. Đấy, qua một đoạn dốc này các bạn này, đổ đèo các bạn này, vui lòng cho tôi lên nhận xét nhé. Rồi, xuống tắt nước. Xả nước bằng cơm này là vất vả lắm các bạn. Chảy rất là mạnh luôn. Okay. Rất tốt luôn. Rồi. Tắt nước, tiếp tục hành trình. Nào đến dốc lại xả tiếp các bạn nhé. Mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhá. Cùng đổ đèo Cán Tỷ để các bạn nhận xét. Cho Thành Vlog xem có thật sự tuyệt vời à.